Vâng, đấy có bác kia bảo là tìm cho bác cái mấy cái lo lẻ nữa nha, thì là ba cái lo lẻ kia em bán xong rồi. Đấy, thì đây lại có vài cái lo lẻ nữa em nhặt được ra thì em lại đang bán cho các bác đây. Bác nào đang hỏi lo lẻ nha thì liên hệ nhé. Đây. Đây một cái thùng loa của con đây một cái loa này của Sony này. Đấy, G300 nha, Sony G300. Đấy. Đấy. Các cái loa này em xin nói rõ ngay từ đầu nha, là các cái loa này là em lúc bị lẻ tẻ ra em cũng chán em chẳng muốn test. Đấy, và cái thứ hai là ở trong kho này, em không có âm đi để test, thế nên em cũng biết nó sống chết như nào để em bán tù mù không bác sống chết nha. Về sống thì các bác được mà chết thì các bác phải chịu nha. Đấy, em cũng xin nói rõ luôn đấy, không nên nhiều khi về cắm này bảo là thằng này nó lừa đảo. Đấy có rất nhiều bác là xưng thằng luôn với em với cả bên em. Đấy, nói thằng thiết ở trên YouTube luôn, mà những cái comment đấy em cũng trả lời luôn, anh ơi anh nói thử cho nó tử tế ai là thằng ở đây anh, đây là cả một cái mạng xã hội sao anh nói kiểu gì thế đấy. Và những cái trường hợp như vậy thì thường những khách như vậy mà mất lịch sự như vậy thì em nói thật là nhà em cũng cũng sẽ không từ chối bán hàng cho những khách đó, bởi vì là có bán cho người ta thì chẳng may sau này nó có vấn đề gì có khi người ta chửi mình luôn, nên tốt nhất là để đỡ đau đầu thì thôi thì từ chối bán còn hơn đấy. Đấy đấy nha. Đấy, bát loa đây. Đấy. Em cũng nói rõ ngay từ đầu các bác nhá. Đấy, là em bán cái này là em không có test tiếc gì đâu, em không bao sống chết gì đâu, nhưng về các bác tự tự test nhá. Đấy, sống thì là các bác dùng, còn chết thì các bác bỏ đi thôi. Vì cái này em bán rất là rẻ. Đấy, em bán nó không không đắt gì cả nhá, em bán rất là rẻ thôi. Bán giá gọi là giá vừa vừa bán vừa tặng. Đấy. Coi như là gần như là bán mỗi cái vỏ nó tặng cái ruột luôn. Đây. Đấy nhá. Con này là loa Panasonic SX800 này. Đấy. Về các bác lấy loa để các bác độ chế. Dép to nhé. Bát đây. Đấy. Và cái này thì em cũng xin phép luôn là sau khi mà có bác nào đặt hàng rồi và các sau khi bác nhận hàng đúng hàng rồi thì em sẽ hạ cái video đi xuống, em không để video ở trên kênh nhé, để tránh nhiều khi là đây là toàn hàng thanh lý bán giá rẻ để nhiều quá các bác thì tưởng em bán đông nát thì chết dở. Cái nữa là các cái giá này là giá bán không bao sống chết gì cả, cái giá này là giá bán gọi là bán thanh lý vừa bán vừa tặng thôi để dọn kho cho nó nhanh thôi, chứ còn nếu bán cái giá này mà các bác cứ vin mà cái giá này là các bác ấy thì có mà nhà em phá sản sớm. Đấy. Đây đây là một cái con Ken Good này. Cái vỏ ngoài đây em thấy là nó hơi bị ấy rồi này, cái này bán chủ yếu các bác về lấy ruột đi nhé. Cái vỏ đằng sau đây SN3 MD đấy. Ba chiếc loa này thì nó mỗi con nó chiều ngang nó độ khoảng tầm 14 15 đấy. Đấy, các bác nhìn thấy không? Căng tay của em nhé, hơn một nửa cao một tí thì khoảng 14 15 cm chiều sâu. Con sâu nhất là 22, con sâu nhì là 21, con sâu kém nhất là 19, khoảng 19. Bọn này là dòng loa mini, nó bát nó sẽ khoảng 13, 12 đổ về nhé, 12, 13 đổ về. Có thể là có cả bát 10, bát 8 nhé. Đấy. Thì con này chắc bát 10 này, con này chắc bát 12 này, con này chắc là bát 8 này nhé. Đấy, màng giấy, con này màng giấy, con này màng carbon. Đúng không nhỉ? Con này màng màng nhòa nhựa PVC thì phải. Đấy nhá. Đấy thì đây ba con loa này thôi bán đồng giá như cái con ba con loa lần trước nha, là 200. Để bác nào mua thì liên hệ cho bên em nhá. Số điện thoại liên hệ là 0979891682 hoặc là 0966594581 nhá. Em xin chào các bác và